Xin chào 500 anh em YouTuber. Chúng ta đều biết rằng hiện nay để video nhanh chóng được đề xuất thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải tăng tỷ lệ nhấp chuột và tăng thời gian xem trung bình của mỗi khán giả. Thời gian xem trung bình phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nội dung của bạn. Còn tỷ lệ nhấp chuột, tức là tỷ lệ nhấp vào video của bạn thì 80% phụ thuộc vào tiêu đề và hình đại diện. Các bạn nhớ nha, hai yếu tố quan trọng nhất của tối ưu hóa: tiêu đề và hình đại diện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trực tiếp chứng kiến YouTuber Kiên Hư Hỏng nỗ lực như thế nào trong việc đặt tiêu đề và làm hình đại diện cho video của bạn. Và kết quả, các bạn hãy bình luận ở bên dưới video này, các bạn thấy cái video clip đấy của Kiên Hư Hỏng được bao nhiêu view. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông, đây là nơi trúc bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTuber tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi. Em vừa làm xong cái clip vào tay không? 50 giây. Ready? Go! Ready? Go! Chúng mày để tao! Ready? Go! Ready? Go! Ready? Go! Tức là ý là em thuê chúng nó vật tay để thắng tất chúng nó. Thì lúc chia tiền cho bọn nó thì bị cái thằng quay phim ngu quá, nó quay lén luôn. Lấy cả đoạn đấy luôn. Kịch bản này em và em chấp tất cả phòng luôn. Nhưng mà bọn nó không biết là em thuê bọn kia ngay từ đầu để một phát vật của chúng nó xuống luôn. Sau lúc cuối cùng em giả tiền cho bọn kia, cái thằng quay phim nó lại quay được. Được. Hay. Ý tưởng hay. Để nhá hàng cho cái video vật tay thật. Được đấy. Nhưng mà giờ tối ưu nào cho ngon này nhỉ? Ở Việt Nam có một thằng tên Dương Đức, thằng đấy vật tay số 1 Việt Nam. Thì cái clip đấy em cho một thằng tên là Dương Đức luôn. Để em vào em thách đấu Dương Đức. Em sẽ ghi tiêu đề cái đấy là thách thức Dương Đức vật tay số 1 Việt Nam. Trong cái bọn nó vào nó thấy phải Dương Đức thì là nó report chứ sao. Thì thằng đấy kia cũng tên là Dương Đức rồi, nó giới thiệu tên là Dương Đức đi. Ok. Mày lừa đảo gì? Thì thằng kia nó cũng giới thiệu là nó tên là Dương Đức thật chứ có phải nó không phải tên là gì, nó tên là khác đâu. Nhưng mà cái đoạn giới thiệu của nó có rõ ràng không? Em tên là Dương Đức không? Có, nó thằng kia nó bảo hẳn em tên là Dương Đức kìa. Trong clip có đoạn đấy đúng không? Vâng. Rồi ok. Bây giờ chú bám Dương Đức đi lên hả? Dương Đức là kênh lớn nhất rồi hả? Không, Dương Đức chỉ là tên của thằng đấy thôi. Còn cái kênh mà để vật tay nó bé tí mà có 10.000 người đăng ký thôi. Vật tay Việt Nam vlog đấy hả? Không. Đây, Phạm Tuệ đấy, thằng kênh bé tí mà. Nhưng mà nó có cái clip có mỗi clip của thằng vật tay Dương Đức này thì nó lên 85.000 được xem đâu, nó thấp kẹt hết mà. Thì ông ăn thua em ơi. Mà em nghe 85.000 này mà em bám trend nó làm gì, mất công mất từ khóa của em thì chẳng thà em xem từ khóa của cả kênh này nó dùng từ khóa gì cả kênh luôn thì may ra còn được hơn tí, nhưng mà nói chung vẫn ít không có thẻ tag gì luôn, nó không có tag gì luôn này. Nó chỉ mỗi cái tên này thôi, cùng lắm là em lấy một thẻ tag là Phạm Tuệ Wrestling đấy, một thẻ tag duy nhất đấy cho anh. Vâng, còn cái ảnh thumbnail thì em kiểu ghép hình Dương Đức mà cũng được. Không cần, nhìn lưu lượng 85.000 chẳng hạn, 85 triệu lấy, 85.000 lấy. À cái thumbnail em vừa làm xong rồi. Chú phải nổi tiếng hơn Dương Đức đấy. Thumbnail này được không anh? Cái chỗ mà hai thằng vật tay anh muốn to ra hơn tí nữa để nhìn cái mặt thằng nhăn nhó nó. À, cái bọn kia thì cứ để nguyên như thế,
nhưng mà cho cái hình bên trái này to ra thôi. To ra để cho nhìn rõ biểu cả mặt hơn em, gì. Ừ, với lại em xóa bớt mấy cái đằng sau đi nữa kìa. Cái này á? À, mấy... mấy cái đấy nó làm... Mấy gì? Ừ, anh thấy em bình thường em vẫn xóa hết phông đằng sau mà. À, thế là lấy nguyên phông phông khác à, không lấy cái phông nền của phòng này à? Làm nó bị rối mắt. Vâng. Thảm quá. Bây giờ thành ra là chủ có 3 yếu tố ở trong cái hình đại diện này. Hình hai thằng vật tay là một này, hình một hàng người xếp chờ là hai, thêm cái thiết bị phòng gym này. Mà cái thiết bị phòng gym này nhìn ở trong hình đại diện là người ta không nhìn thấy đâu. Thế tức là đúng anh? Ừ. Cho cái mặt thằng kia to ra để khán giả nó nhìn thấy rõ cái mặt thằng kia, cảm xúc nó đang nhăn nhó. Vất vả. Bây giờ tối ưu hóa cái này vì tiêu đặt tiêu đề là gì anh? Tối ưu hóa là đầu tiên là chủ quên cái chuyện này Dương Đức kia nha. 85 vâng. ngàn tiêu mà nó kéo sang cho chủ thì được bao nhiêu? Chỉ hơn chủ nhỉnh hơn có tí. 85 nghìn còn không bằng em ạ. À. Em con chăn hơn 200 nghìn mà. Mở YouTube ra đi. Ba người đã được 5 nghìn mốt rồi. Cái con rắn này lên 7 nghìn ba rồi. Ừ, anh biết mà, anh biết anh nhìn là anh biết cái đấy là để nguyên được khoảng 10 ngàn. Nó vẫn, lúc nãy em kiểm tra nó vẫn có đang, đang đề xuất hai mấy phần trăm mà. Vâng. Còn nhưng, mà nó, nhưng mà trong, nó chỉ có vài người xem liên tục thôi. Tức là thời gian thực chỉ có được vài người xem đi, 15 người. Đây nè, vừa nay nó hai mấy phần trăm giờ xuống lại 13,3 rồi. Cao hơn bình thường rất nhiều. Đó. Vâng. Anh xem cái clip nào mà chụp post buổi sáng xem nào, xem performance như thế nào. Xem thời gian nào, tiếp cận người xem, thu hút người xem. Quay lại cái chỗ tiếp cận đây xem. Kéo xuống dưới. Xem nguồn lưu lượng tìm kiếm này. Rồi quay trở lại xem chủ đề tác thế nào. Tác cái này chủ đánh tác gì vậy? Tác Sapa. Chẳng lẽ là đánh tác, đừng đánh tác Sapa mà đánh tác chợ đêm thôi. Em có chợ đêm mà. Nhưng mà đấy. Chỉ đánh tập trung vào cái đấy thôi. Xếp hạ cáo hết nha. Chợ Sapa xếp thứ 9, chợ đêm Sapa xếp thứ 7. Chợ đêm Sapa ăn gì xếp số 5. Được. Có học có hơn nha. Thầy truyền cho tí tìm kiếm mẹ ăn theo ngay anh. Nhưng mà mấy cái này mới gọi là độ này trình độ lớp 1 thôi. Anh còn có nhiều điều chỉ cho chú lắm. Trình độ tối ưu hóa này mới chỉ lớp 1. Là cái này thì mà chả học được. Học ngày 2 ngày là biết. Đúng không? Vâng. Thế bây giờ tối ưu hóa cái vật tay anh nhỉ? Em thử tìm thử khóa vật tay anh xem nào. Enter đi, em lên đĩa cho mày, xem kết quả này. Kiếm lúc lên ngôi là 446.000 lượt xem. Giải vô địch vật tay phía Bắc Việt Nam. Cách vật tay lên 100%. Tháng trước. Siêu kinh điển vật tay dân Đức. Nhiều, trong nhiều clip xuất hiện. Để làm hoa quốc áo. Khi dân thể hình vật tay. Kiếm Đức. Cân nhất anh em miền Nam cân chân được vật tay vật tay à, nhiều em ơi vật tay phạm tuệ chứng tỏ từ cái tên Dương Đức nhiều hết nhỉ. Đã nó số 1 Việt Nam về em ra Google Trend xem vật tay nó gợi ý được kết quả nào. Vật tay thế giới, cách vật tay gãy tay, cách vật tay tay thế giới thì mình cũng đánh được rồi đúng không, cách vật tay đúng không, khả năng là cũng có thằng tìm vật tay để xem đúng không, thử so sánh giữa vật tay với tập thể hình nhá. Tập thể hình á, anh nghĩ là không có cái thằng nào mà vật tay nhiều hơn. Ui vật tay còn nhiều hơn nữa ghê nhỉ. Cả chuẩn bị cho em gợi ý đi chứ. Tập gym đến một từ so sánh nữa, tập gym ông màu đỏ sao đâu không thấy nhỉ. Tập gym vẫn là mạnh nhất thì thôi chủ đổi đang từ khóa chính đầu tiên là tập gym đi, xem nó gợi ý tiếp lên những từ khóa này. Kéo xuống dưới xem mọi gợi ý cho một sự khóa nào. Châm anh lịch tập gym hiệu quả, chế độ ăn cho người tập gym. Châm anh tập gym, hướng dẫn tập gym cho người mới tập. Ngọc Trinh, châm anh. Nói chung là tập gym nhiều người tìm kiếm lắm anh ạ. Nhưng mà toàn tìm xem mấy em gái
tập trên cái hàng đầu không phải, đây là cái gia tăng. Tập gym đa số là chúng nó vào chúng nó tìm cách tập ấy, còn của mình là mỗi vật tay rồi. Kệ nó. Sao? Mình cứ tận dụng cái lưu lượng của nó trong đó mình nó xem. À để nó tìm kiếm xong nó hiện của mình thì để nó tò mò nó xem luôn đúng không? Ừ. Mà nó thấy người mình đẹp chắc chắn là thằng này tập gym rồi. Thì thế cho nên này, cho nên anh mới thấy là cái hình đại diện của chị chưa được bắt mắt lắm. Hay lấy cái hình hôm qua chủ đăng lên tắp cộng đồng còn đẹp hơn. Lấy cái hình của em á? Ừ, xong rồi Photoshop cái hàng người chờ kia. Thấy vị kiểu hả? Thấy chưa, thấy hình đại diện của thằng kia chưa? Như anh thấy cái hình hôm qua đăng tắp cộng đồng là đẹp đấy này. Chụp bằng điện thoại hay sao? Vâng. Chất lượng thấp quá, không được, không ổn, không chấp nhận. Cái hình này hình đăng tắp cộng đồng phải không? Vâng. Thấp quá, mẹ ra chụp lại hình khác. Không cần nhất thiết phải là cái hình đang vật tay, em hiểu không? Vâng. Mà em chỉ cần đưa cái hình của em lên thôi. Ừ, này được này. Một bên là em chỉ phải cơ bắp thì thôi, mấy thằng kia được chứa hàng. Thế bây giờ đặt tiêu đề là gì anh nhỉ? Thì anh nghĩ là từ khóa vật tay nó vẫn còn hơi ít đấy mà. Em thử đánh mỗi chữ tập gym không? Enter. Gym như này nó toàn ra kết quả của tụi anh nhỉ? Vâng. Hay cả phòng tập gym vật tay à? Đúng. Đấy, là có cả chữ tập gym, có cả chữ vật tay luôn. Thử hay thách. hay là chấp cả phòng tập gym vật tay. Đấy, kiểu thế. Thử thách chấp cả phòng tập gym vật tay nhỉ? Đấy, anh thấy một tháng vừa rồi thấy kênh của chú bắt đầu nó lớn hơn nên mình có thể bắt đầu mạnh dạn đánh những sức khỏe lớn hơn nhỉ. Tiếp cận với cái cảm giác lớn hơn. Thế còn thể tác nữa anh, đánh các cái thể tác mình tìm mình đúng không? Về tập gym với vật tay đúng không? Ừ, đấy, tập gym này cái thể tác này. Đưa hết vào. Cái này thì không kém lắm. Đấy, lần trước còn sao? Nhạc tập gym thì bỏ đi nha. Vâng. Cho mình tập gym chắc là thôi, không lấy. Hết tiền. Không lại mấy cái đằng trước, mấy cái tuyệt khóa đằng trước xem là còn cái gì. Cho mình tập gym bọn nó vào. Một có hai loại, một là vào xem gái. Chứ không phải là gái. Hai loại thứ hai là gái mà xem cho mình tập để nó tập theo. Thì cái loại đấy thì chắc cũng thích chú nhưng mà chắc là ít hơn. Nhạc tập gym, chấm anh tập gym, cách tập gym tại nhà. Bigo mu là cái gì? Anh thấy chủ lấy theo cái thằng NTN tập gym kia còn hay hơn. Thằng này đánh tác linh tinh cực. Mỗi chữ nó L, T, L các kiểu, nó đánh linh tinh lắm. Kênh nó to quá rồi. Đấy, anh thấy nó đánh nhỉ? 30 ngày tập gym thử thách. Thì thôi em chỉ lấy mỗi cái vô gợi ý thôi, để chỉ lấy một cái tag đấy thôi. Tag của bạn nó tức là khi mà người ta tìm kiếm kênh nó chỉ ghi mỗi chữ LTL nó hiện ra vào trang xem hết luôn. Nên là clip nào nó tag vớ vẩn, tag cho có. Cái kia thế là xong nha.